Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế IPS và Trường Trung học Tư thục Á Châu AHS đã được Hội đồng các trường quốc tế CIS công nhận là thành viên chính thức của CIS. Hội đồng các trường quốc tế CIS là tổ chức hàng đầu của thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện có 650 trường thành viên từ cấp mầm non đến trung học và 450 trường cao đẳng đại học tại hơn 100 quốc gia. Mục tiêu của CIS là hỗ trợ các trường thành viên triển khai và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất trong giáo dục quốc tế và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo học sinh. Tại Việt Nam, Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế và Trường Trung học Tư thục Á Châu là các trường đầu tiên được hội đồng này cấp giấy chứng nhận.